Hơn 5.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông của tỉnh hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn thi là môn văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Bước vào cao điểm xây dựng, nhu cầu sàn lấp mặt bằng các công trình tăng cao là điều kiện để nhiều chủ phương tiện lợi dụng để gia tăng lợi nhuận. Ghi nhận về công tác xử lý tại Phú Lộc, một trong những điểm nóng về xe quá khổ của tại hiện nay. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn đã có 12 em tử vong do đuối nước. Đây thực sự là nỗi đau không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn là cả xã hội. Và để giảm thiểu tình trạng này, nước cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý và bổ sung kỹ năng cần thiết cho con em. Kính chào quý khán giả đã đồng hành cùng Huế Ngày Mới. Cùng với những thông tin chính đa điểm, chương trình sáng nay sẽ có nhiều thông tin quan trọng đang chờ quý vị. Hãy cùng chúng tôi khởi động một ngày mới. Sáng qua tại huyện Phong Điền, công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ ra mắt dự án chăn nuôi an toàn sinh học bù ép. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và cùng nhiều địa phương trên cả nước. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng không chỉ của tỉnh Thừa Thiên Huế mà của cả nước, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học bù ép Farm Food Feed Fertilizer của tập đoàn Quế Lâm được xây dựng trên diện tích 15 hecta với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Tổ hợp gồm các hạng mục: nhà máy sản xuất các chế phẩm sinh học theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, có công suất 50.000 tấn một năm, phục vụ chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ sinh học; nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ do nông dân cung cấp nguyên liệu đầu vào với công suất thiết kế 100.000 tấn một năm; nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với công suất thiết kế đạt 100.000 tấn một năm; trang trại chăn nuôi an toàn sinh học. Đến nay, hạng mục đầu tiên của dự án là trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học với diện tích 2 hecta được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, gồm 3 dãy chuồng nuôi gần 6.500 mét vuông. Trang trại chăn nuôi lợn nái ước đạt khoảng 3.000 đến 3.500 con lợn giống, đảm bảo cho con giống chất lượng, phục vụ tại đàn, phát triển đàn cho trang trại và các hộ chăn nuôi liên kết. Cùng các dãy chuồng nuôi lợn thịt với sản lượng ước đạt từ 800 đến 1.000 tấn thịt hữu cơ chất lượng, cung cấp trên thị trường. Điểm đặc biệt trong mô hình chăn nuôi này là tất cả các phế phẩm, chất thải trong trang trại đều được thu gom và xử lý, tái sử dụng, vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa phòng ngừa dịch bệnh, góp phần gìn giữ môi trường. Dự án được triển khai theo từng giai đoạn, từng hạng mục. Dự kiến vào năm 2021 sẽ hoàn thành tổng thể toàn bộ dự án tổ hợp bù ép. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của tập đoàn Quế Lâm trong việc phát triển mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi hữu cơ, đồng thời tận dụng được ưu thế, tiềm năng, đúng thời điểm để đầu tư dạng tổ hợp bổng ép tại Thừa Thiên Huế. Bộ trưởng yêu cầu Quế Lâm đẩy nhanh đầu tư, sớm hoàn thành các hợp phần còn lại của dạng tổ hợp bổng ép để đưa vào hoạt động. Đề nghị các địa phương nghiên cứu mô hình này để vận dụng tại địa phương mình. Bộ Nông nghiệp tiếp tục vào cuộc giúp Thừa Thiên Huế, tập đoàn Quế Lâm hoàn thiện quy trình, công nghệ, dịch vụ của dạng này nhằm góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam, kinh tế nông thôn phát triển ở mức cao hơn trong tình hình mới. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho tập đoàn Quế Lâm và tổng giám đốc tập đoàn ông Nguyễn Thanh Vịnh ghi nhận thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hợp tác liên kết mở rộng sản xuất chăn nuôi hữu cơ tại Thừa Thiên Huế. Trung tâm Khuyến công Quốc gia và Viện Chăn nuôi Quốc gia tiến hành ký kết hợp tác với tập đoàn Quế Lâm về phát triển sản xuất chăn nuôi hữu cơ bền vững. Sáng qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 và triển khai chương trình sách giáo khoa mới. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, toàn tỉnh có hơn 12.576 thí sinh đăng ký dự thi với 35 điểm thi được bố trí trên toàn tỉnh. Trong thời gian qua, Sở đã phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những đổi mới của kỳ thi, quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng, tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tổ chức kỳ thi, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi, chỉ đạo các trường trung học phổ thông đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh lớp 12, kiểm tra chéo hồ sơ dự thi tránh sai sót. Đối với công tác triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, ngành giáo dục tỉnh đã tập huấn nội dung chương trình cho 100% cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đã hoàn thành. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phù hợp với các nhà xuất bản được lựa chọn thống nhất phương án cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng khung chương trình tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12.
Thảo luận tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi, bố trí phòng chờ, xây dựng phương án tổ chức kỳ thi với các giải pháp đề phòng các tình huống bất trắc do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học. Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu năm học 2019-2020. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giao cho các tỉnh chủ trì, bộ chịu trách nhiệm chung nên trách nhiệm hết sức nặng nề. Do vậy, cần quyết liệt, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Giao trách nhiệm cụ thể từng việc đến từng thành viên, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đặc biệt lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế có nguồn lực về giáo dục rất tốt, đó là nguồn lực từ Đại học Huế. Chính vì vậy, tỉnh cần phối hợp tốt với Bộ để xây dựng Đại học Huế sớm trở thành đại học quốc gia. Về thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, rất cần sự vào cuộc tích cực của các địa phương, chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, giáo viên, cơ sở vật chất, trường lớp, chuẩn bị, đồ dùng dạy học, đáp ứng yêu cầu dạy học theo lộ trình áp dụng chương trình sách giáo khoa mới. Thưa quý vị, hơn 5.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông của tỉnh hoàn thành ngày thi đầu tiên 18 tháng 7 với hai môn thi là môn văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Dù bố trí cả hai môn chính trong một ngày, nhưng với đề thi phù hợp với điều kiện học kỳ 2 của các em phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nên nhìn chung các em đều hoàn thành tốt, ghi nhận của phóng viên Huyền Ngày Mới. Trong sáng ngày 18 tháng 7, các thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Phần đọc hiểu và phần tập làm văn đều xoay quanh các nội dung các em đã được ôn tập, nên không khó để các em giành được điểm 6. Sự phân loại đề thi không quá cao, nên nếu ôn tập kỹ hơn thì sẽ dễ dàng có được điểm 8. Riêng phần tập làm văn với việc trình bày cảm nhận về khổ thơ trong bài thơ Ảnh Trăng được nhiều thí sinh đánh giá khá hay khi thí sinh triển khai luận điểm về sự tự tin là chìa khóa của thành công. Nhiều thí sinh khá hài lòng với bài làm của mình. Đề văn sáng nay thì cũng khá dễ, nói chung là lượng kiến thức năm nay ra thì cũng nhẹ, bởi vì là một phần là do Covid cũng bị ảnh hưởng nên là em nghĩ chắc là sở cùng làm lại cho hẳn về thở hướng cho học sinh. Và em thì làm hết tất cả vấn đề, nhưng mà em đánh giá thì ba này em cũng làm trong khoảng được 65% tới 70%. Mục tiêu em đặt ra cho mỗi con này là toán là em phải cố gắng làm hết tất cả các phần đã để em có thể lấy được 7 điểm. Và anh văn thì em nghĩ là em phải cần lấy được 8 điểm. So với mọi năm thì đề năm nay với sức tụi em thì làm cũng được, và em muốn cố gắng khoảng 8-8.5 điểm nữa, còn muốn chuyển thì em cố gắng cao hơn. Chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Theo đánh giá, đề thi năm nay vừa sức với các em theo chương trình giảm tải, bám sát sách giáo khoa và không đánh đổ học sinh như thông tin mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã công bố trước đó. Vì vậy, đối với các thí sinh ôn tập theo chương trình sách giáo khoa hiện hành là đủ kiến thức để đạt điểm trên trung bình. Điểm thú vị của đề toán năm nay là việc lồng ghép các điểm nhấn của du lịch Huế như cầu Tràng Tiền, cầu Giả Viên hay đường đi bộ ven bờ Bắc sông Hương vào đề thi, giúp đề thi gần gũi và sinh động hơn. Em thấy đề toán năm nay của Huế mình thì nó khá là dễ, phù hợp với những kiến thức cơ bản, và với một năm đại dịch bệnh như thế này thì em nghĩ đề như này thì vừa sức với hầu hết các học sinh. Với mà một cái dạng đề mà sử dụng những cơ bản trong sách thì em nghĩ cũng sẽ được từ khoảng 8-9 điểm. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 là tất cả các trường trên địa bàn thành phố đều tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của hai bài thi ngữ văn và toán đã nhân đôi với điểm thi của bài thi ngoại ngữ, điểm tính theo kết quả rèn luyện học tập của 4 năm trung học cơ sở. Theo đó, thí sinh sẽ được đăng ký hai nguyện vọng dự tuyển. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi ở tất cả các môn thi và không có bài thi nào bị điểm không. Trong sáng ngày 19 tháng 7, các thí sinh tiếp tục kỳ thi với môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Ngày 20 tháng 7, các thí sinh tiếp tục dự thi các môn ngoại ngữ chuyên. Sẽ xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A Sao huyện A Lưới trong 3 năm từ năm 2020 đến năm 2022. Để tạo điều kiện cho giảm đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng vừa tiến hành ký kết bàn giao mặt bằng. Sân bay A Sao là nơi hứng chịu nặng nề hậu quả của hơn 432.812 gallon với khối lượng dioxin ước tính khoảng 11 kg. Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương bị hậu quả nặng nề của chất độc da cam. Toàn tỉnh có 16.000 người bị nhiễm chất độc da cam, riêng huyện A Lưới có gần 5.000 người. Nếu so sánh số lượng nạn nhân ở quy mô cấp huyện, thì huyện A Lưới xếp hạng cao nhất cả nước.
Do tính chất đặc thù của chất độc hóa học quân sự, địa phương không đủ điều kiện và khả năng để xử lý, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 2402 UBND-NDC ngày 10 tháng 4 năm 2018, đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng dự án. Đến nay, dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại quyết định số 1025 QĐ-BQP ngày 30 tháng 3 năm 2020, với thời gian thực hiện trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022. Tại buổi ký kết, Bộ Tư lệnh Hóa học và Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới đã thống nhất bàn giao mặt bằng để xử lý đất nhiễm chất độc hóa học dioxin khu A, B với tổng diện tích là 8,36 ha. Lễ khởi công dự án xử lý đất nhiễm dioxin dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng giữa tháng 8. Nhân chuyến công tác tại A Lưới, Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã đến thăm tặng quà hội nạn nhân chất độc da cam của huyện và một gia đình nạn nhân da cam. Tại hội nạn nhân chất độc da cam huyện, đồng chí Thiếu tướng Ngô Văn Giao đã tận tình thăm hỏi động viên hội nạn nhân chất độc da cam huyện khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt việc chăm lo cho các hộ gia đình trên địa bàn hàng ngày đã và đang chống chọi với bệnh tật liên quan đến chất độc da cam. Theo mặt hội nạn nhân chất độc da cam huyện A Lưới, ông Hồ Sĩ Bình đã cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí thủ tướng và các thành viên trong đoàn giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đã chung tay tiếp sức chia sẻ nỗi đau da cam của hội nạn nhân chất độc da cam huyện A Lưới với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Việc hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, đoàn đã đến thăm gia đình anh Kê Văn Bắc, 38 tuổi, trú tại thôn Ta Roi, xã A Ngao, huyện A Lưới. Anh Bắc là nạn nhân chất độc da cam, nhiều năm nay không thể vận động và phải đi bệnh viện điều trị thường xuyên. Đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống và tặng gia đình một số quà trị giá 3 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức tập huấn công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn huyện. Các học viên được thông tin về những nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển hạ tầng và các quy định về xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh, các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông và công tác quản lý nhà nước về xây dựng trạm BTS và các vấn đề an toàn trong xây dựng trạm BTS, an toàn bức xạ trạm BTS. Đồng thời trao đổi, thảo luận về một số quy trình trong đầu tư, lắp đặt và quản lý các trạm BTS trong khu đông dân cư cũng như xử lý phát hiện vi phạm trong xây dựng BTS. Trong những năm qua, với số lượng thuê bao lớn và ngày càng tăng, đặc biệt là tại thành phố, trung tâm các thị xã, thị trấn, các nhà mạng đã xây dựng các trạm BTS với mức độ cao để đảm bảo vùng phủ sóng và chất lượng dịch vụ cho người sử dụng. Với sự phát triển này đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của các cơ quan chức năng đối với các trạm BTS. Thưa quý vị, gần 8.000 xe tải ben vi phạm luật giao thông đường bộ bị xử phạt với số tiền 15 tỷ đồng. Đó là tổng kê ban đầu của các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế trong 6 tháng đầu năm 2020. Bước vào cao điểm xây dựng, nhu cầu sàn lấp mặt bằng các công trình tăng cao là điều kiện để nhiều chủ phương tiện lợi dụng để gia tăng lợi nhuận. Ghi nhận về công tác xử lý của các lực lượng chức năng tại Phú Lộc, một trong những điểm nóng về xe quá khổ quá tải hiện nay. Đây là hình ảnh phóng viên ghi lại được tại một tuyến đường đi vào mỏ cung cấp vật liệu ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Từng đoàn xe ben, xe tải ben đang di chuyển bất ngờ đứng yên và đi lùi vào mỏ khi có lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Và khi phát hiện có phóng viên ghi hình, có một số đối tượng là bám theo như hình với bóng. Nhưng hình ảnh về các đối tượng hay lân la, vật vờ này cũng thường thấy khi lực lượng chức năng ra quân thực hiện nhiệm vụ. Được biết, họ được thuê làm cảnh giới cho các lái xe vi phạm luật tránh bị xử lý. Do địa bàn rộng, lực lượng chức năng cũng như các bộ chiến sĩ còn mỏng, cho nên là đôi lúc chưa khép kín địa bàn để tuần tra kiểm soát. Khó khăn thứ hai nữa thì trong mỗi lần ra quân hoặc là các bộ chiến sĩ tuần lưu trên đường để kiểm tra xử lý thì các lái xe, các đối tượng điều khiển thì khi mà gặp cảnh sát giao thông có cách đối phó như là trốn tránh hoặc là cho các phương tiện không lưu thông trên đường. Cùng tại quốc lộ 1A và các tuyến đường đi vào mỏ vật liệu xây dựng, khi tưởng lực lượng cảnh sát giao thông đã rút lực lượng, từng đoàn xe chở đất đá ùn ùn nối đuôi nhau chạy ra quốc lộ 1A. Hiện Thừa Thiên Huế đang bước vào mùa xây dựng với rất nhiều công trình lớn nhỏ và nhu cầu vật liệu sàn lấp mặt bằng rất lớn, cùng với lợi nhuận nhiều lái xe bất chấp luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó là sự tiếp tay của các chủ mỏ sẵn sàng hưởng lương nộp phạt dùm cho các tài xế vi phạm. Xe thì cũng không phải là do nó chở đá này về cũng đủ làm thì nên chứ thì có cơi lợi lên tỷ. Nếu mỗi lần bị phạt thì anh bị hay là chủ phải trả cho mình anh? Thì trước mắt là chủ phải trả, cái đó con sáu này có trừ vô lương được bao nhiêu thì trừ thôi.
đây mình mới được chứ bạn, chứ mình qua dịp em bị gãy đấy vải đấy này. Mấy ngày cách đây bao ngày em bị gãy đấy vải, một lục sự lý đấy. Một lần đấy vải là bị xử phạt bao nhiêu lắm? Thứ 3 triệu, hàng năm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Trong gần 8.000 xe ben, xe tải ben vi phạm luật giao thông đường bộ bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử phạt với số tiền 15 tỷ đồng thì tập trung vào các lỗi như chở hàng vượt quá chiều dài, vượt quá chiều cao, thùng xe có kích thước không đúng, vượt quá quy định về trọng tải, rơi vãi đất đá ra đường giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019, giảm 92 vụ, tương đương 22,83%, giảm 37 người chết, tương đương 38,14%, giảm 112 người bị thương, tương đương 28,28%. Lực lượng thanh tra của Sở Giao thông Vận tải đã triển khai công tác phối hợp liên ngành, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm của lái xe, của các doanh nghiệp về vấn đề tải trọng, về vấn đề cơi nới thành thùng, về xử lý ngay tại các cái mỏ, các cái chân công trình để xử lý các cái trường hợp vi phạm này. Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cơ quan ban ngành tập trung đưa ra nhiều giải pháp thiết thực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là nhấn mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông. Trong các chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã có phản ánh về việc nợ lương công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Đức. Theo đó, công ty này cam kết với Sở Lao động Thương binh và Xã hội là sẽ giải quyết cho 11 công nhân vào ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên, đã qua thời hạn kể trên, nhưng công nhân vẫn chưa được trả tiền. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Đức nợ lương và tiền quỹ của 11 công nhân với số tiền gần 200 triệu đồng. Theo biên bản cam kết trong buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội vào ngày 16 tháng 6, thì công ty này hẹn đến ngày 16 tháng 7 sẽ hoàn trả tiền. Tuy nhiên đến nay, các công nhân bị nợ lương cho biết công ty Hoàng Đức vẫn bắt vô âm tín. Như vậy, theo quy định, các công nhân đang bị nợ lương có thể khởi kiện công ty Hoàng Đức ra tòa án nhân dân hoặc có thể tiến hành thủ tục ủy quyền cho Liên đoàn Lao động để cơ quan này đứng ra khởi kiện. Tiếp tục với những thông tin khác, khởi dòng văn hóa nghệ thuật thế kỷ 19-20-21 là chủ đề của buổi tọa đàm do Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán vào sáng qua. Dịch giả Lê Đức Quang, nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng và tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về những câu chuyện Huế từ thời chùa Nguyễn Hoàng, những cải cách canh tân đất nước thời chùa Nguyễn Phúc Khoác để những dấu ấn văn hóa đậm nét được hình thành giữa các vua Nguyễn, sự giao thoa Pháp Việt trong văn hóa giáo dục. Dịp này, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế cùng giới thiệu cuốn sách Hồi ức về kinh thành Huế đầu thế kỷ 19 của Michel Đức Sinjo do dịch giả Lê Đức Quang dịch và chủ giải. Cuốn sách là những ký ức về kinh thành Huế của một người mang hai dòng máu Pháp Việt, chào đời và lớn lên tại kinh thành Huế trong hơn 20 năm đầu của thế kỷ 19. Thông qua cuốn sách, người đọc có thể hình dung ra diện mạo của kinh thành Huế xưa và vùng lân cận, với toàn bộ đời sống sinh hoạt từ hoàng cung cho tới làng quê bình thường, tiếp cận thêm một tài liệu đáng tin cậy về Huế xưa. Chương trình cùng tổ chức đấu giá ấn bản trúc chỉ hồi ức về kinh thành Huế đầu thế kỷ 19. Toàn bộ số tiền đấu giá 32 triệu đồng được dùng để ủng hộ cho Quỹ Văn hóa Huế. Đại học Kinh tế Huế tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoảng 50 cho các sinh viên. Có 565 sinh viên, gồm 463 sinh viên khoảng 50 và 102 sinh viên của các khóa khác được công nhận tốt nghiệp bằng cử nhân của trường. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã biểu dương những thành tích đạt được của các sinh viên trong học tập, nghiên cứu, cũng như các hoạt động xã hội, đoàn thể và các hoạt động phấn đấu rèn luyện khác. Mong muốn nhà trường, các tân cử nhân vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước. Thưa quý vị, những tai nạn đuối nước vào mùa hè dù đã được cảnh báo nhưng vẫn diễn ra ngày một nhiều. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn đã có 12 em tử vong do đuối nước. Đây thực sự là nỗi đau không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn là cả của xã hội. Và để giảm thiểu tình trạng này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý và bổ sung kỹ năng cần thiết cho con em. Đến giờ phút này, cô Khanh, hiệu trưởng trường tiểu học Hương Long vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc hai em học sinh lớp 4 của trường tử vong do đuối nước trên sông Hương hôm 1 tháng 7. Hôm đó là lịch trường cho học sinh nghỉ học, nhà trường cũng đã thông báo để phụ huynh nắm. Do không có lịch học nên các em rủ nhau đi chơi, dẫn đến sự việc đau lòng. Qua cái sự việc này thì tôi nghĩ rằng là cái tầm quan trọng trong công tác phối hợp
giữa gia đình, nhà trường và xã hội là rất quan trọng. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu nhà trường làm một mình thì sẽ khó thành công. Về xã công trong bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải phối hợp với xã hội, đó là cả cái tổ chức đoàn thể. Còn về phía gia đình thì tôi nghĩ rằng gia đình cần phải quan tâm chăm sóc trẻ và nhiều hơn, và quản lý chặt chẽ các em hơn trong thời gian các em nghỉ hè. Việc phổ cập bơi cho các em học sinh hiện nay đang được các cấp ngành trong tỉnh quan tâm đặc biệt. Hiện nay đã có trên 100 trường học có tổ chức dạy bơi cho học sinh, vượt khoảng 130.000 học sinh biết bơi. Tuy nhiên, nhiều em đã biết bơi ở hồ bơi, nhưng khi ra sông suối thì rất dễ bị choáng ngợp bởi môi trường nước khác nhau. Do đó, bên cạnh trang bị kỹ năng bơi, nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý con em, không cho các em tùy tiện đi tắm sông suối, hướng dẫn cho các em biết xử lý như thế nào khi gặp người đang bị đuối nước, vân vân. Theo cái thống kê thì chưa có trường hợp nào tai nạn thương tích dẫn đến tử vong hoặc là phải nằm viện dài ngày mà nó xảy ra trong cái trường học. Đó, cho nên là cái vai trò của gia đình rất là quan trọng. Chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra do cái sự chủ quan của người lớn, và trẻ em thì lại chưa biết được cái mối nguy hiểm. Thành thử là cái vai trò của gia đình cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong cái mùa hè khi mà các em đã nghỉ ở trường rồi, thì về việc quan tâm cho con em mình chính là trách nhiệm của cha mẹ, để làm thế nào đó các em có một cái mùa hè vui vẻ nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn. Theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 26, cao gần gấp đôi so với những năm trước đó. Sau tháng đầu năm 2020, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, thì cũng đã có 12 em tử vong do đuối nước. Và mùa hè nắng nóng là cao điểm của loại hình tai nạn này. Hiện nay, các trường học đã bắt đầu tổng kết năm học, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng chính là thời điểm mà các em thường xuyên tham gia các cuộc vui chơi, du lịch, và sông suối là địa điểm yêu thích do thời tiết nắng nóng. Do đó, mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác nhiều hơn, quản lý chặt con em mình, không để các em đến những khu vực nguy hiểm mà không có người lớn đi cùng, để góp phần hạn chế tối đa những sự việc đuối nước thương tâm. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây tiếp tục mở rộng nên Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay tiếp tục nắng nóng, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, thấp nhất từ 25 đến 26 độ, độ ẩm phổ biến ở mức từ 70 đến 76%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25m. Cảnh báo cháy rừng vùng đồng bằng cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, vùng Nam Đông cấp 3 cấp nguy hiểm. Đề nghị các chủ rừng và các hộ ở gần rừng có biện pháp phòng chống cháy rừng.